nhịp tiếng cái to khẽ. Chặt lại rồi nhưng mà rất là đây gỗ điện của gì đấy nó tập phối đây này mình vừa cái kia em ơi đi qua đấu lòng tường này đi qua đấu lòng tường đi qua chỗ này à? Chỗ này đấu được cái gì nhỉ để cái đi qua trong cái cửa gì không biết luôn anh em ạ không biết chữ đi qua gì đây? Cái công tắc điều hòa. Ở đây mình cũng lắp điều hòa đâu. À đây. Điều hòa đây. Ồ, cái này công tắc điều hòa. Điều hòa lắp đây. Thổi ra đây. Ừ. Không điện đến hỏng rồi các bạn. Điện hỏng. Điện mà không nắp nha mọi người. Nắp điện. Ồ. Có điện anh em ơi. Có điện. Có điện. Điện này nó đỡ sáng hơn anh em ạ. Dị. Xong mót rồi, cái đấy chắc để nắp quạt rồi. Điện này nó đỡ sáng, đỡ chói nhưng mà điện này mình mới bật được điện lên em ạ đi ạ. Điện mới bật lên được anh em ạ. Điện tiếp, bóng tiếp anh ạ. Bóng tiếp anh ạ, tốn điện lắm nhỉ. Tắt được nhé. Mình tắt đi được anh em ạ. Tua một cái đêm. Lại phải đợi, tại đúng không? Con này nhanh hơn nè. Ừ. Ôi nhanh em. Hai bóng, hai bên. Đi này. Bóng này nó sáng dịu, nó sáng trắng. Còn đây là sáng vàng ấy mà. Đây là bóng vàng hay đâu nữa.